Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 293 của bộ truyện Giả Thiên. Tập này được mang tên là Thiên Đình Kiếp. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì có một sự kiện là cái khe nứt của tiên vực mở ra nhưng mà không phải thực sự. Đó là do một cái cường giả ở vực ngoại đến rồi bày ra một cái bẫy này để hồng dụ những cái cường giả ở bắt đầu tinh vực này tiến vào dò đường cho cái tên đó. À, cũng may là nhờ cái cửu U xuất hiện mà cái tên cường giả này mới chạy đi. Mới um, không có uh, lừa gạt nữa. Rồi lúc này ở phía tinh không vực ngoại đoạn cuối tập hôm qua thì um, nói về một cái cảnh ở trong tinh vực. Tự nhiên có một cái chiếc chiến thuyền dài có những cường giả trên đó. Rồi một phía thì xuất hiện một cái lão già ngồi ở trên lưng con trâu xanh thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người nghe truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người con râu xanh chậm rãi đi tới da lông phát sáng giống như lụa xanh thể trạng tráng kiện khỏe mạnh có lực sừng thô dài trên cái đầu to lớn không một chút sáng bóng nó từ sâu trong tinh không đi tới khiến rất nhiều người đều kinh hãi bộ dáng và vẻ ung dung này quá khiến cho người ta chú ý nhìn thế nào đều không tầm thường bên trên là một lão già tướng mạo rõ ràng tráng cao đôi mắt trong suốt vô vi mà xuất thế thân thể không nhiễm khí hồng trần chư hiền đều rất khó nhìn ra tu vi của lão chỉ có lão tộc trưởng của huyết hoàng sơn trong mắt nhắm mở từng đợt thần quang như nhìn ra cái gì đó cao thủ hơn nữa là một cao thủ tuyệt thế khiến cho người ta không dám dễ dàng trêu dọc. tu sĩ bình thường không nhìn ra sâu cạn của lão già nhưng có thể thông qua vật cưỡi đoán ra một chút tất cả đều nhìn vào con trâu xanh thể trạng cường tráng kia một con thánh ngưu mọi người hít khí lạnh vật cưỡi thế chân đạt tới cấp thánh đây thực là kinh thế hải tục chưa hiền điều lộ ra dễ sắc vật cưỡi điều như vậy thì chủ nhân nó có thể yếu được sao tuyệt đối là lai lịch kinh người không phải đại thánh cũng không kém nhiều bằng không sao thánh ngưu chịu khuất phục ngu là ngu nghĩa thật là nghĩa gì sao đột nhiên một vị lão thánh nhân của đại lưu ngu ma tộc thân thể run rẩy lắc cái đầu râu cực lớn mở to mắt lộ ra vẻ khó tin nhìn chầm chằm phía trước ngu nghĩa lão biến mất hơn ngàn năm rồi lại trở thành thánh nhân. Người của đại lưu ngu ma tộc kêu quái dị hiển nhiên rất giật mình. Hai con trâu già thất thú, như vậy thì tự nhiên gây nên chấn động. Tất cả tu sĩ vực ngoại đều mở to mắt, nhìn chăm chăm một người một trâu đến từ sâu trong tinh không. Đây là người nào? Hơn hai ngàn năm trước, cổ tộc còn không xuất thế. Gã như thế nào hàng phục một vị cường giả của ngưu ma tộc? trâu xanh phát ra một thanh âm rống xuyên qua thần thức trứng ra khí tức mãn hoang thổi quét tinh không Ra mặc thuốc tổ trâu xanh hướng về bên này gật đầu chào cũng có chút kích động hắn là ai vì sao ngươi trở thành vật cưỡi của hắn vậy những năm nay đã đi nơi nào hai con trâu già thân sắc bất thiện nhìn chăm chằm lão già kia hỏi ngưu nghĩa lệ khí dày đặc rất có ý tứ một lời không hợp liền động thủ Hai ngàn năm trước Sau khi ta sống lại rời ngu ma động Ngu Nghĩa giải thích Làm cho bọn họ không nên tức giận Ngày đó Ngu Nghĩa còn rất nhỏ yếu Chỉ có thể xem như là một chú ngé con Không kiềm nổi thịt mịch Mà xuất thế trước thời hạn Gặp phải một vị cao nhân Ngày nay trở lại đã là thánh nhân rồi Trải qua một phen nối thầm Hai con trâu già sát khí rút đi Nhưng nhìn về phía lão già gầy gò kia Thường sắc vẫn bất thiện bởi vì mặc cho bọn họ khuyên bảo ngu nghĩa cũng không muốn về tộc đạo hữu đến từ địa phương nào xưng hôn như thế nào vậy một vị thánh nhân vương của hỏa lân động lên tiếng hiếp mắt rõ ràng là cảm nhận được sự cường đại của người trước mắt này lão hữu dưỡng hy đi ngang qua nơi này không có ý gì khác cả lão già mỉm cười nói hiền lành mà ung dung nếu là dịp hàm ở đây nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc đây là một vị cổ nhân thời xuân thu của Trung Quốc, ngày nay chân thân lại xuất hiện ở bắc đổ tinh vực này. Duẩn Hy cưỡi trâu mà tới, tất nhiên bị ảnh hưởng của sư phụ gã. Chi nhánh của gã siêu nhiên không mạng danh lợi, không tranh với đời, chú trọng đạo pháp tự nhiên, lòng yên tĩnh vô vi. Rất nhiều tu sĩ kinh dị, đây tuyệt đối là một vị cao thủ nhân tộc cường đại, đến từ vực ngoại. Xem ra ở sâu trong tinh không, nhân tộc tuyệt không nhỏ yếu, khiến cho người ta kiên kỵ đạo hữu cũng vì đường thành tiên mà tới hả? Một vị lão thánh nhân của huyết hoàng sơn hỏi. Đạp phá thiên lộ, tu sĩ thế hệ chúng ta chỉ vì thành tiên, lão hữu tự nhiên cũng có ý này. Dũng Hy cũng không giấu giếm, rất là thẳng thắn. Trên thực tế, người từ vực ngoại tới ai mà không phải là vì đường thành tiên, rất là rõ ràng. Nói vậy về sau người tới sẽ càng nhiều, bất kể là nhân tộc hay là cổ tộc đều không muốn vô cớ trở mặt cùng tu sĩ vượt ngoại. Tự nhiên cũng sẽ không có người đi khiêu khích, nhất là một vị cổ thánh bất phạm như vậy. Tiên lộ nếu mở ra thiên địa tức loạn, chư thánh cùng lên, lão hủ xong chuyện nơi đây, cũng phải về cố thổ một chuyến, thủ hộ hàm cốc quan. Các gì cao từ. Duẩn Hy dứt lời, cưỡi trâu đi xa, chậm rãi biến mất dưới ánh sao, tiến vào sinh mệnh nguyên địa ở phía dưới sau khi dịp hàm nghe kể lại lập tức trợn mắt há mồm lập tức xông về phía vực ngoại sau lại đuổi theo trong một cái đại hoang tìm kiếm vị cổ nhân duẩn hy ở bên kia tinh không này hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới vị cường giả này lại xuất hiện ở đây hiện giả ngày xưa trấn thủ hàm cốc quan lại hiện thân ở bắt đổ tinh vực này đường thành tiên sắp mở ra rồi cổ nhân khác có thể cũng sẽ xuất hiện hay không đây diệp hàm lẩm bẩm Hắn tìm khắp đại địa cũng không phát hiện ra bóng dáng Dũng Hy, không biết đi nơi nào không thể dò tìm. Diệp Phạm biết đại kiếp nạn sắp tới rồi, đường thành tiên thực sự có thể tồn tại, bằng không nhân vật như Dũng Hy sao lại xuất hiện. Hắn nói tương lai muốn đi trấn thủ hàm cốc quan, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Đường thành tiên xuất hiện sẽ có đại chiến trước đây chưa từng có hay sao? Trong quá khứ, Diệp Phạm đã biết, sinh linh đến từ phi tiên tinh từ cổ vực khác từng dọc theo một con đường cổ tấn công Trung Quốc cổ, tương lai sẽ tái hiện lại sao? Tiên môn biến mất, từ đó không hiện, một trận sát kiếp bí mạc khiến rất nhiều thánh nhân hết hồn. Mọi người sâu sắc ý thức được sự tàn khốc tranh đoạt đường thành tiên. Một cao thủ vực ngoại xuất hiện liền gây ra bão táp lớn như vậy, tương lai sẽ có sát phạt như thế nào? Đường thành tiên còn chưa mở, nhưng là dường như chư thánh đã nhìn thấy hình ảnh máu chảy thành sông, xương cốt thành núi, chắc chắn vô cùng tàn khốc. Có người hiện tại đã muốn rửa sạch đường, tương lai có thể sống được mấy người đây. bắt độ tinh dực nói không chừng đều sẽ bỡ dậy mà bị đánh nát, sẽ không còn tồn tại. Con đường phía trước không biết khiến cho người ta bàng hoàng, lòng có lo sợ. Đại thế đáng sợ muôn đời, khó gặp đã tới rồi, tức sẽ mạng người rẻ mạc hơn cây cỏ, tiên lộ sẽ nhuộm máu. Trong khoảng thời gian này, mảnh nước ngầm bắt đầu khởi động. Kim ô tộc của hỏa tăng tinh thần tộc trên thông thiên tinh còn có rất nhiều tán tu vực ngoại trước sau hiện thân, khiến cho bắt đổ càng ngày càng phức tạp và rung chuyển. Mà vực ngoại có cổ tích không hiểu xuất hiện, có cường giả tới, đem hành cung của mình bố trí trong tinh không, chân thân vẫn chưa tới. Bầu không khí bắt đổ ngày càng khẩn trương, khiến người ta hít thở không thông. Đoạn thời gian này phản phức như yên lặng trước khi bão táp tới vậy. Các tộc đều rất khẩn trương, phàm là người trảm đạo ai cũng muốn thành thánh, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể có chỗ đứng trong thiên địa đại cục tương lai, có thể tranh cơ hội thành thiên kia. Tại sao lại như vậy? Hai vị lão tổ cứ như vậy mà mới mơ. Trong thần linh tiểu giới, trong một điện phủ cổ xưa giữa khu đền xương trắng, truyền ra tiếng gầm giống, tràn ngập không cam lòng, sát khí phá tan chín tầng trời. Sẽ không đâu, sát tổ bất tử, tất sẽ tái hiện, ngay cả đại thánh đều không làm gì được bọn họ cốt điện lay động xương đầu thể chất đặc biệt xương khô thánh nhân phát ra sáng bóng trong suốt hai vị sát thánh lộ đã sát khí mãnh liệt như đại dương mênh mông nam lĩnh trước yêu hoàng điện một bóng người đưa lưng về phía cổ điện nhìn lên tinh không rồi nói đường thành tiên thực sự xuất hiện sao trong vài năm hay là mấy trăm năm sau đường máu duy nhất sẽ chết bao nhiêu người đây tây mạc trên tu di sơn cũng có lão tăng nhìn trời với tâm vấn đạo cả tòa đại lôi âm tự đều là một vẻ trang nghiêm thân thánh mà tường hòa thế cũng ngày càng phức tạp khiến tu sĩ lo lắng mọi người không biết con đường phía trước không thể phán đoán tương lai ngay cả chư thánh trong lòng đều rất không yên mấy ngày nay bảy cấm địa sinh mệnh rất yên lặng không có chuyện đặc biệt gì xảy ra nhưng càng là loại bình thản này càng khiến cho người cảm thấy không khí trầm trọng <laughs> sắp thành công rồi rốt cuộc sắp tinh luyện ra rồi Đại hát cổ há miệng rộng ra Hàm răng trắng ẩn ngoát tới mang tay vẻ mặt đầy vui sướng Lông mã cũng trợn mắt thật tròn Toàn thân phát ra trường quan thủy thú Lùng lưng lóe ra hỏa diễm ngập trời Thiên trì thôn thật yên bình Mọi người cũng không cảm nhận được sự khẩn trương của ngoại giới Tràn ngập vui sướng thu hoạch Bởi vì bảo dược sắp được luyện thành rồi Có thể dập tác lông mạch hỏa tinh được rồi Trong năm cẩn thận hai ngày tiếng hóa dịch có thể ra lò là... Sát thánh tỳ la nói đầu mày giãn ra, thủ hộ dài đến mấy tháng, hôm nay rốt cuộc có thể thở ra một hơi rồi. Thứ này chứa hy vọng tương lai của thiên đình có thể khiến hậu bối trẻ tuổi thoát thai hoán cốt, chiến lực tăng vọt, làm cho thực lực bọn họ tăng lên một đoạn lớn. Ông ta đã thấy được cảnh tượng thiên đình trùng hưng rồi. Đỉnh đàn phập phòng, tiên khí bao bọc quanh nó, các loại dị tượng lộ ra, muôn hình vạn trạng, gần như là nghịch thiên, đều là sinh linh như thường thoại đang vần quanh nó, Long Phượng Hòa Minh, Bạch Hổ Dược Thiên, Huyền Vũ Xuất Hải, thần cao trên chín tầng trời, sinh vật hình người cưỡi mây phi thăng, tường quang từng mảng từng mảng, thủy thải từng đạo hoàn toàn bao phủ đỉnh và ở chính giữa. Chỉ còn gần hai ngày cuối cùng nữa là có thể mở dược lô lấy ra tiếng hóa dịch. Thiên trị thôn có một số lão nhân niên kỷ rất lớn nhưng lại giống như cổ kinh còn sống. Lúc này trên mặt đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười, miệng lẩm bẩm như là đang cầu nguyện. Bọn họ đợi rất nhiều năm chờ mong thiên định trở nên mạnh mẽ, khôi phục vinh quang của ngày xưa. Một đời đều sắp trôi qua, thân thể đều không chịu nổi. Ngày nay rốt cuộc thấy được ánh rạng đông rồi. Thiên khải gia gia, trong mắt người có lệ. Tiểu tước nhi nói, lau nước mắt cho lão nhân. Ờ, gia gia cầu hứng, rốt cuộc nhìn thấy ngày này. Thiên khải lão nhân nói. Mấy lão nhân khác cũng là như vậy, bọn họ còn chưa thành thánh như tỳ la, sớm đã gần đức xa trời, tốc đều sắp rụng hết rồi, yến nhất tịch cũng có mặt nâng đỡ hai vị lão nhân rất tôn kính với bọn họ sau khi gã tới thiên chi thôn này thương cùng mấy lão nhân chơi cờ được chỉ điểm được lợi rất nhiều thương đình thái lập chắc chắn hưng thịnh cho dù hiện tại chết đi chúng ta cũng nhắm mắt được rồi mấy vị lão nhân run rẩy giọng nói kích động lão lệ tung hoành <laughs> vậy sao ta xem các ngươi vẫn là chết không nhắm mắt bổn thọa đưa các ngươi lên đường sát khí đột nhiên phủ xuống thổi quét khắp thiên chi thung cổ thánh uy thế ngập trời buông xuống mấy vị lão nhân tiểu thức nhi yến nhất tịch lập tức phun ra một ngầm máu lớn ngũ tạng đều nứt ra thân thể sắp vỡ nát không ngừng rút lui nhanh như tia chớp sát thánh tỳ la chân đạp bí chữ hành thời gian như quay ngược lại hóa thành một đạo điện quang chắn ngang phía trước ngăn cản uy áp của cổ thánh Thật là một hội tạo hoa lớn mà Các ngươi bận rộn lâu như vậy Rốt cuộc luyện thành tiếng hoa dịch Chúng ta đặc biệt đến thua Các ngươi có thể ra đi được rồi Một vị sát thánh khác xuất hiện Cười ác nghiệt Thanh âm lạnh băng tận xương vươn một cái bàn tay chợt về phía vạn vực mẫu khí đỉnh Sát thánh tị la hét lớn Há miệng phun ra một đạo căn nguyên tinh khí Hóa thành một cái thần hùng vọt qua Ngăn cản bàn tay kia Quyết không thể để dược đỉnh rơi vào tay của đối phương được <laughs> Vô dũng mà thôi, các ngươi chỉ là cốc mò cò sơi. Dương nghiệt thiên đình đều phải chết, không thể sót lại một ai. Sát thánh địa ngục pháp lực như tinh hải, sát khí như đại dương mênh mông, khí huyết đáng sợ ngập trời. Nhìn như da bọc xương, hình thể tiêu tụy nhưng là thực lực tuyệt đỉnh. Trong tay của gã cầm thánh khí truyền đời, một thanh chủy thủ âm u lạnh lẽo xẹt qua. Đem thần hồn do tỳ la dùng thiên thiên căn nguyên tinh khí luyện chế thành các xé, bẻ gãy nghiền nát. Đây là một trận đại họa. Điều là sát thánh, gã còn lâu đời hơn tệ la rất nhiều, kinh nghiệm phong phú, sát khí càng đậm. Chỉ ra tay với một đạo tinh hùng, tự nhiên có thể dẹp bằng trong nháy mắt. Xích! Gã vung chủy thủ màu đen, một đạo ô quan hiện lên, mấy cái đầu người rơi xuống, mấy người ở phía trước chết không nhắm mắt, rồi sau đó thân thể lại càng khoảnh khắc nổ tung, hóa thành sương máu. Đây là sáu người của thiên chi thun, chuyên để ý lửa dưới dược đỉnh, lúc này ngay cả hư một tiếng cũng không kịp, liền hóa thành xương vỡ và máu mũ dưới thánh uy gã hăng hắc cười lạnh như là đau lạnh cạo xương nói <laughs> vất vả cho các ngươi rồi luyện thành một lò vượt tốt như vậy ta sẽ nhớ kỹ các ngươi đều yên tâm lên đường đi bên kia tề la trống giận nhưng lại không cách nào thoát khỏi đối thủ đều là sát thánh các loại thủ đoạn đều xuất ra sát khí cuốn non sông cỏ cây đều gãy rạp huyết quang từng đạo Sát thánh tệ la để lại trên người của nhân thế gian mấy vết thương, máu tươi chảy đầm đìa nhưng lại khó có thể chân chính giải quyết dứt điểm đối phương. Ồ ừ, xin khỏi, có thể làm sao khơi xuyên qua sát trận điển cổ thương tổn đến bổn tòa, thật là không đơn giản được. Sát thánh của nhân thế gian dùng một ngón tay khô héo dính máu của mình đặt lên miệng, nếm. Ở bên cạnh của gã, các loại cổ vật lơ lửng, hóa ra là một tòa sát trận thượng cổ có thể di chuyển, vừa có thể hộ thể lại có thể giết địch. Gã âm trầm nở nụ cười, nói Nhổ cỏ tận gốc, một người không để lại, thiên đình hữu diệt đi Bên cạnh gã, các loại cổ vật ánh sáng mãnh liệt, toàn diện sống lại Hơn nữa trên đầu xuất hiện một cái chuông xương, xương trắng trong suốt Phong một tiếng, vang lớn, khiến tiểu thế giới này chấn động mãnh liệt không thôi, khủng bố không cùng Một bên khác thì sát thánh của địa ngục tàn những cười to, nhìn xuống thiên chi thôn cơ thể khô quắc có vẻ yêu tà mà ma tính gã nói <laughs> địa ngục nhưng thế gian sẽ hưng thịnh đà tạ các ngươi tặng hồi tạo hóa lớn này <laughs> gã nhất tay chụp tới đại đỉnh chí đắc ý mãn đồng thời trong mắt xuất hiện sát ý điên cuồng bể nghĩ mọi người thiên chi thung một chiếc cơ giáp cổ thánh im hơi lặng tiếng xuất hiện lóe ra sáng bóng màu u lam Cơ tử ra tay, bổ ra một chiêu hư không đại liệt trảm tập kích sâu lưng của gã. Vút! Sát thánh của địa ngục mang theo một tia cười tàn khốc, bàn tay gậy trơ xương bổ về phía sau. Nếu nói tập sát, ai có thể sánh với gã, mặc dù cơ tử của hư không đại đạo cũng không được. Trên cơ giáp cổ thánh xuất hiện dấu trảo đáng sợ, bay ngang ra ngoài. Trong công cụ chiến tranh, cơ tử ánh mắt lạnh lẽo. Gã liên tục lướt ngang, xé mở hư không, không ngừng hư ảo sát thánh quá mức đáng sợ là vương giả sát phạt thủ đoạn khiến cho người ta khiếp sợ gần như có thể đem cơ tử nắm giữ bí thuật của hư không đại đế mạnh mẽ chợp ra một tiếng thét dài thánh hoàng tử tới ở trong một công cụ chiến tranh màu vàng tay cầm một cây chiến mâu màu vàng sử dụng như đại cung quét ngang tới khí thế như biển một tiếng âm rung phát ra chủy thủ của sát thánh địa ngục chợt ngoáng lên chặt đứt chiến mâu sau vài cái đâm thẳng lại biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại suýt nữa cắt mở cơ giáp màu vàng ra. Gã làm cho thánh hoàng tử nhanh chóng rút lui, chiến lược không kịp, suýt nữa là bị thương rồi. thương định đã sớm một náo, du nghiệp đều sẽ bị gạt bỏ vào ngày hôm nay, hoàn toàn bị hủy diệt đi. Gã sát thánh đang đại chiến cùng tệ la, lạnh lùng nói. Sát thánh của địa ngục bước lui thánh hoàng tử, cũng cười lạnh, gật đầu, nói. Không sai, đều sắp chết đi, sớm nên quét sạch, như thủ tiên các ngươi chạy, máu chảy cạn mới thôi. Gã lại chập tới vạn vực mẫu khí đỉnh, tuy nhiên động tác rất chậm, liếc xéo thánh hoàng tử cùng cơ tử, chờ bọn họ tới cướp đoạt. Ngăn ngăn lại! Một đám sát thủ của thiên chi thôn đều giận dữ trận trừng con mắt, muôn vàng gian khổ chế thuốc, đến nay sắp thành công, liền có người đến hái quả, trong lòng bọn họ phẫn nộ và không cam lòng thánh hoàng tử cùng cơ tử lại vọt tới trước nhưng chung quy không là thánh nhân mà người này lại là sát thánh hiểu được phương pháp sát phạt bọn họ không thể có hiệu quả bản thân suýt bị thương xích chủy thủ đen nhánh xẹt qua một người trung niên của thiên chi thôn ở xa xa đầu lăn lông lốc máu tươi chảy đầm đìa nguyên thần mai một tử trạng rất thảm sát thánh của địa ngục tự nhiên là cố ý hết thảy nắm giữ trong tay đây là muốn hành hạ đến chết từng người của thiên chi thôn gã lại chợp tới đại đỉnh, động tác thông thả, vẫn nhìn về phía cơ tử và thánh hoàng tử, ánh mắt lạnh lùng, như là chờ bọn họ ra tay. Đột nhiên đại đỉnh nổ vang, hóa thành một đạo tiên quang, đạo lực kinh thiên nhanh chóng đánh lên bàn tay của gã. Cùng lúc đó Diệp Hàm ẩn trong hư vô mở mắt, ánh mắt khiếp người, hào quang lạnh lẽo như điện bắn ra. Tự thân phát ra tất cả dị tượng hợp nhất đem hắn bao phủ bên trong. Phúc, huyết quang chợt lóe, nửa người sát thánh máu thịt bầy nhầy, bị dị tượng suýt nữa là nghiền nát rồi. Vạn vật mẫu khí đỉnh, khí tức khủng bố, dập nát chân không, phát ra một loại lực lớn đánh lên cánh tay sát thánh của địa ngục, khiến thân thể của gã mất cân bằng dây lát. Cũng chính vì vậy khiến cho dị tượng của Diệp Hàm một kích có hiệu quả, đánh cho người này máu tươi chảy đầm đìa. Diệp Hàm với bí thuật vô thượng của thiên đình đánh lén, nếu là những người khác không chết cũng lột một lớp da khẳng định sẽ bị thương nặng, mà vị sát thánh này lại không có việc gì. Xích huyết quang thoáng hiện cơ tử cùng thánh hoàng tử lợi dụng thời cơ này tìm được cơ giáp chiến đấu phân biệt để lại hai vết thương đáng sợ trên thân thể khô héo suy nhược của sát thánh kia nhưng mà gã ta vẫn không việc gì đây là sự đáng sợ của sát thánh chiến kỹ vô song sát thuật vô cùng có thể đem thương tổn bản thân hạ tới thấp nhất ba người diệp hàm kinh sợ rất nhanh rút lui bởi vì trong khoảnh khắc bọn họ cảm thấy được khí thức khủng bố tập kích thân thể vị sát thánh này khá ngoan độc hủy diệt một kiện thánh khí, muốn dùng nó để dập nát cửa giáp, muốn làm cho bọn họ hình thân điều diệt. Ba người lướt ngang ra rất xa, nơi đó không ngờ gió im sóng lặng, sát thánh của địa ngục âm trầm cười, thánh khí trong tay không tổn hao gì, vừa rồi chỉ là ảo thuật mà thôi. Diệp Hàm, thánh hoàng tử, cơ tử đều trầm mặt, sát thánh này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cực kỳ khó dây vào. Mẫu chốt nhất chính là đối phương là thánh nhân, cộng thêm chiến lược khủng bố kia nữa, hôm nay nếu sông lên hơn phân nữa sẽ ngã xuống vàng vật mẫu khí đỉnh nổ vang bị diệp phàm mạnh mẽ triệu hoán trở về hào quang chật lóe nó chìm sâu vào trong mi tâm của hắn lui tề la thấy dược đỉnh an toàn thu về thì thở phào một hơi trên người ông ta đã không ít vết thương chắn ở phía trước nhất cho mọi người phía sau rút đi hôm nay không ai có thể chạy trốn, đều phải chết ở chỗ này. Sự hưng thịnh của địa ngục và nhân thế gian chính là muốn thành lập trên phế tích thiên đình. Các loại cổ vật trước người sát thánh, giao thủ cùng tỳ la, chim nổi đều là trận kỳ. Gã bay ra sát trận thượng cổ, bản thân không tổn hao gì. Đồng thời trước người của sát thánh của địa ngục cũng hiện ra các loại cổ vật, sáng bóng lưu chuyển. Gã cũng bay ra một tòa sát trận thượng cổ nhỏ, có thể tùy thân di chuyển, muốn tàn sát mọi người ở thời thượng cổ, hai đại thần triều không tổn hao gì, nỗi tinh phần lớn được giữ lại, cường thịnh hơn thiên đình hiện tại rất nhiều. Tiền bối, nhanh đến đây! Dịp phàm bày ra một cái tòa trận đài mở ra hư không để kêu gọi lão thánh nhân của thiên tuyền thạch phường, nhưng mà lại không được đáp lại, trong hư không một mảnh u ám giống như bị phong tỏa lại vậy. Không tốt rồi! Cơ tử biến sắc cho người thử vượt qua hư không kết quả phát hiện ra tất cả trận đài đều mất đi hiệu lực Thiên Chi Thôn có các loại thủ đoạn phòng bị, khắp nơi đều là trận văn, có thể từ nơi này xuyên qua Trung Châu, Nam Lĩnh, nhưng lúc này lại không có tác dụng. Bọn họ có bí bảo giam cầm hư không, phong tỏa cả tiểu thế giới rồi. Đại Hắc Cổ là trận pháp chuyên nghiệp, lập tức làm ra phán đoán, dự cảm đại sự không ổn. Sát thánh của nhân thế gian ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Ta biết nơi này các ngươi có kẻ rất hiểu trận pháp, chúng ta vì ổn thỏa dùng thủ đoạn nguyên thủy nhất trước khi tiến vào liền cắt xé hư không đem tiểu thế giới này kéo vào trong một cái bản thần thổ do đại thánh thượng cổ khai sáng ra giống như một cái bóng khi bị một con cá sấu nuốt vậy bị ngăn cách ở trong một cái lồng giam khác đó hai vị đạo huynh an bài mọi thứ ổn thỏa như vậy xem ra không cần ta ra tay từ trong bóng tối đi ra vị thánh nhân thứ ba mọi người biến sắc đây dĩ nhiên là một vị cổ tộc tóc bạc xỏa tung, đôi mắt như điện lạnh. Trên đầu có một đôi sừng hưu tản mát ra một đạo thần hoàng, phán phức như một vườn thần nguyệt. Là ngân nguyệt dương tộc! Thanh hoàng tử lạnh giọng nói. Hai đại sát thủ thần triều xuất hiện thì cũng thôi, lại còn có vương tộc thái cổ. Tuy rằng chỉ là một vị tổ vương nhưng cũng khiến lòng người trầm xuống. Chúng ta gần đây đồng thời phát hiện ra nơi này chỉ đành phải chia đều báo dịch, ít lợi cùng chiếm trời cao đều muốn hủy diệt vô nghiệt thiên định các ngươi, ai cũng không cứu được đâu. Sát thánh của địa ngục lạnh lùng nói, hai đại thần triều cùng cổ tộc liên thủ xuất kích, đây chính là một hội huyết họa. Ngân Nguyệt Vương tộc chính là một đại tộc cấp tiến của cổ tộc, gần đây truy tra khoáng vật thần tính phát hiện dấu vết để lại, cũng ngoài ý muốn tìm được thiên chi thung. <laughs> không ngờ tới thu hoạch lại lớn như vậy nếu tiêu diệt toàn bộ bọn họ ở đây tương lai sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái rồi ngân nguyệt tổ vương cười to đảo qua diệp phàm lại nhìn chăm chăm thánh hoàng tử ánh mắt lạnh lẽo ác nghiệt ồ không có rồi chúng ta phải cho trẻ nhỏ dính trong bao tên không trải qua giết chóc sao có thể trưởng thành được hai vị sát thánh vung tay trong vô thành vô tức sát thủ đông nghịch xuất hiện rồi sau đó biến mất trong hư không tề la rút lui ngừng chiến đấu rồi sau đó ông ta dùng tay vạch một cái phía trước thiên chi thun dâng lên một mảnh sát quan lớn đem những người kia ngăn cản ở ngoài không thể tới gần đây là sát trận thượng cổ mà thiên đình để lại sát trận không sức mẽ của thiên đình sớm đã không còn tồn tại trên thế gian tòa sát trận này vô dụng xem ta phá nó như thế nào đây một vị sát thánh nói nhưng mà khi gã cất bước về phía trước sát quan vô tận cũng bùng lên mở ra gần trăm vết máu trên người của gã, suýt nữa nghiện đứt gã. Nếu không phải là sách thánh thủ đoạn nghịch thiên mà lại trước tiên rút lui, có khả năng gã xuất hiện ngoài ý muốn rồi. Hè, bổn hoàng bổ sung cổ trận, gia nhập một góc đế văn, há là các ngươi có thể phá được chứ? Hát hoàng trầu phúng nói. Sách thánh của địa ngục lắc đầu lạnh lẽo âm trầm, nói. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều vô dụng. Ta chậm rãi cũng có thể hủy diệt tòa sát trận này của các ngươi. Các ngươi đừng mong sống một ai. Diệp Phạm nhìn về phía Tề La, nói Giúp bỏ tiểu thế giới này thôi, chúng ta rời khỏi đây. Đợi sau khi dùng tiếng hóa dịch, chiến lược nâng cao một bước thì hoàn toàn diệt trừ địa ngục về những thế gian. Tề La thở dài một hơi, cũng chỉ có thể như vậy. Hôm nay không giữ được tiểu thế giới này, chỉ có thể rời đi, bọn họ đã làm ra các loại chuẩn bị từng có thiết tưởng xấu nhất diệp hàm tề la hắc hoàng từng đem nguyên thuật pháp trận đánh dấu vào trong tiểu thế giới có thể thiêu đốt tiểu thế giới này hủy diệt lực lượng giam cầm ở bên ngoài địa ngục nhân thế gian các ngươi cứ chờ đi ngày sau cho các ngươi hoàn toàn hủy diệt xóa tên trong thiên địa đại hắc cẩu kêu gào diệp hàm lạnh giọng nói các người nói rất đúng hết thể đều là hư ảo chỉ có thực lực tuyệt đối mới là đạo lý cứng rắn thôi Nửa tháng sau ta thức săn bằng địa ngục và những thế dân Ngân Nguyệt dân tộc Các ngươi kiên nhẫn chờ đợi đi Ta tất sẽ đi tộc các ngươi một chuyến Thánh hoàng tử nhìn chầm chầm tên tổ vương đầu bạc kia Ồ không tốt ngầm cảm bọn họ lại Hai vị sát thánh cùng Ngân Nguyệt cổ thánh Dự cảm không ổn Nhưng mà trong lúc nhất thời không xông qua được sát trận thượng cổ Tiểu thế giới đang tan rã Nhanh chóng thiêu đốt Đến thủng ra một thông đạo Người của thiên chi thôn vượt qua hư không ra ngoài hai đại sát thánh biến sắc không chỉ cỏ tận gốc gió xuân thổi lại mọc lên nếu tất cả dương nghiệt thiên đình đều chảy trúng thì cũng không biết tới năm nào tháng nào mới có thể tiêu diệt lại được vu bọn họ điên cuồng công kích các loại đại thuật sát sinh liên tiếp được thi triển ra tuy nhiên phía trước có đại trận ngăn cản trong khoảng thời gian ngắn sẽ khó có thể mà xuyên qua được trong lòng tổ vương ngân nguyệt tộc nóng như lửa đốt so với hai vị sát thánh thì còn lo lắng hơn ngày nay đã ra tay với thánh hoàng tử nhưng mà không thể tiêu diệt toàn bộ mọi người như vậy nếu tin tức để lộ ra ngoài lão thánh viên trên tu di sơn kia một khi mà tức giận vậy thì hậu quả sẽ không ai chịu nổi tiểu thế giới đang tan rã nguyên thuật sát trận thượng cổ thanh nhân lạc ấn đều đang vào một chỗ xuyên thủng bức chắn hỗn độn bổ ra một con đường người của thiên đình liền thuận lợi xông ra ngoài bắt đầu khởi động trận thai các đạo ngân hiện ra thành từng mảng vượt mông xuất hiện chuẩn bị vượt qua hư không giờ phút này vài lão nhân gần đất xa trời tại thiên chi tôn kia đã lão lệ tung hoành trong đôi mắt đục ngầu tràn ngập vẻ thê lương không ngừng thì thào gì đó thiên đình thời hoang cổ một giới cuối cùng được lưu lại này cũng bị hủy diệt rồi chúng ta thật bất hiếu mà không giữ gìn được cái gì cả trên mặt bọn họ trông chất các nếp nhăn Sinh mệnh đã không còn nhiều nữa trong lòng sầu não. Hoài niệm cuối cùng cũng bị người ta đánh nát. Di tích còn sót lại của thiên đình này sau ngày hôm nay đã tan thành mây khối. Thiên bối, chúng ta đi thôi. Không lâu nữa chúng ta sẽ tất dựng lên thiên đình trên phế tích của địa ngục và nhân thế gian. Con cháu trẻ tuổi khuyên nhủ. Chúng ta ở lại cùng chi tích thiên đình Cùng tồn tại Trung xương tại đây là lựa chọn tốt nhất Các người mau đi mau trong đôi mắt đục ngầu của mấy lão nhân tản ra luồng sáng khác thường, từng người đều như có được sinh mệnh lực rất là sung mãn. Trong tro tàn mà được tân sinh, ở trong niết bàn có được hoàng mỹ, tất cả đều có thể làm lại từ đâu được. Yến Nhất Tịch nói, gã thường đánh cờ cùng mấy lão nhân này nhận được chỉ điểm của bọn họ. Chúng ta dung sẽ chết, nhiều nhất chỉ còn nửa năm thổ nguyên nữa mà thôi, trong xương tại đây là kết cục tốt nhất rồi, các ngươi đi mau đi. Vài lão nhân thúc giục, tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư tinh luyện ra có thể làm cho các ngươi đột phá kéo dài sinh mệnh tỳ la nói không nên lãng phí lưu những thứ này cho lũ trẻ nhỏ đi chúng ta dùng bảo dịch thì cũng khó thành thánh được chỉ có thể kéo dài hơi tàn thêm vài năm mà thôi vài lão nhân gần đất xa trời đã có ý muốn cùng chết tại đây bởi vì lời của bọn họ đúng là tình hình thực tế huyết khí đã sớm khô héo thân thể mục nát không thành bộ dáng gì nữa nguyện vọng duy nhất ngày hôm nay chính là cùng chết chung với phế tích cuối cùng của thiên đình, không chịu rời đi. Nhìn những giọt nước mắt già nua của bọn họ rơi xuống, trong cảnh đêm cực kỳ thê lương, rất nhiều người đều trầm mặt. Thiên khải gia gia! Tiểu thức nhi khóc lớn, kéo tay một lão nhân, không chịu buông ra, chuẩn bị kéo đi. Cảnh sơn gia gia, ta cũng không muốn để người như vậy, cùng theo ta đi thôi. Diệp đồng cũng bước lên, nâng một lão nhân đang run rẩy Mấy lão nhân này đã nhìn bọn họ lớn lên, dốc lòng dạy dỗ bọn họ rất nhiều thứ, có thể nói là người thân nhất của bọn họ. Cổ Phi, Cổ Lâm cũng bước lên, nắm lấy tay bọn họ, không chịu buông ra. Các cha cha đã già rồi, không sống nổi nữa, nữa đâu, chỉ muốn gì mình mà tìm một nắm mồ mà thôi. Sao thủ hẳn là phải sống dưới ánh đau, nằm trong máu loãng. Nhưng mà chúng ta đã già rồi, tay đã không cầm được kiếm nữa rồi. Cha cha, tiểu đầu bóng lưỡng hoa hoa khóc lớn nước mắt chảy thành dòng ôm chặt lấy tay của một lão nhân không chịu buông ra ôi các ngươi đang làm cái gì vậy chứ bọn ta ai cũng phải chết mà có thể được trông tại nơi này đâu như chúng ta mà nói thì đã là kết cục tốt nhất rồi một lão nhân dùng bàn tay thô ráp tràn đầy vết chai vuốt thanh trường kiếm đáng tiếc bàn tay của lão lại đang run rẩy đã không thể cầm ba thước kiếm tung hoành giết chóc được nữa mọi người trầm mặt Tôn trọng thiên khải, cảnh sơn và mấy lão nhân đã lựa chọn, sinh mệnh không còn nhiều được chôn thân tại đây. Đối với bọn họ mà nói thì cũng là một kết quả khiến cho tâm linh được thanh thản rồi. Các ngươi chính là hy vọng thiên đình tốt sẽ hưng thịnh. Cánh tay cầm không nổi kiếm, nhưng mà kiếm lại đang vang reo lên, pong pong vang lên trong tay bọn họ, cùng với bọn họ đi về phía tiểu thế giới đang tan rã kia lão lệ đục ngầu bóng người cầm lưng chiến y hóa thành tro bụi cuối cùng là ba thứ kiếm bị gãy đoạn tất cả đều được mai táng trong ánh lửa kia mọi người nhìn một lần cuối cùng bước vào trong vực môn từ đó biến mất không thấy phế tích cuối cùng của thiên đình đã bị hủy diệt chúng ta sẽ có một ngày như vậy sao diệp hàm tự nhủ cho dù là đại anh hùng đến mấy đi nữa thì cũng có một ngày bước vào tuổi xế chiều mặc dù là cổ thánh vô địch cũng có khí huyết khô cạn, có lúc tuổi già không thể ra tay được nữa. Hắn nghĩ tới máu nhuộm thánh nhai, thánh thể đại thành anh hùng cái thế tới như vậy, nhưng kết quả lại vẫn như thế, vẫn là một cảnh đêm thê lương như vậy. Khi tóc bạc mọc ra, khi tinh khí thần suy bại, khi đôi mắt đã không còn sắc bén, khi thân thể già đi, khi thánh huyết khô cạn, không còn sôi trào được nữa, hắn sẽ phải lựa chọn như thế nào đây? Không biết vì sao trong lòng dịp hàm bỗng rung động một phen, dường như đã thấy được một góc tương lai lúc hắn tuổi già sẽ là một màn thi lương như vậy hay sao mà tới lúc đó bằng hữu bên cạnh hắn lại đều ở phương nào thánh thể đại thành có thể sống hơn một vạn năm có lẽ khi đó chỉ còn lại bản thân mình đang suy yếu bước đi còn có thể cầm kiếm đối địch được nữa hay sao nam lĩnh là một nơi nguyên thủy đại thụ che lấp mặt trời tràn ngập âm thanh vượn hú hổ gầm rất nhiều man thú thường xuyên lui tới, rất khó gọi rõ tên của chúng. Các khung cầm khổng lồ ngang trời mà bay qua kia, một trảo đã bóp nát một ngọn núi, xé đôi một con mãng xà dài đến nghìn trượng, nuốt trọn vào trong bụng. Dị thú trong đầm lầy thì chỉ cần há miệng hút một cái để hút cả đám mây xuống dưới. Rất nhiều thú vương ở phụ cận chui sâu vào trong miệng nó. Chỗ sâu nhất tại Nam Lĩnh có các loại sinh vật tiền sử thường xuyên lui tới, cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả yêu hoàng điện và những người của man tộc cũng rất ít dám tới gần nơi đó thương lông mảng màu xanh dương cánh che phủ cả một mảng lớn rừng xanh đại bàng màu vàng thét dài cả trăm ngọn núi cũng phải rung lên đây là nơi sống tạm thời của thiên chi Thung, lúc này bọn họ đang tĩnh dưỡng mọi người đều đang làm cho mình cường đại lên cố gắng đột phá cửa ải nâng cao tu vi tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư đã hoàn thành số lượng cũng rất lớn bởi vì bọn họ có được rất nhiều thần tính khoáng vật đủ để chiết xuất ra đủ bảo dịch thiên khải gia gia tiểu thức nhi khúc trên khuôn mặt trắng bóng còn vương lệ mắt to sưng đỏ ánh mắt diệp đồng cũng ngấn nước trầm mặt ở một bên mà không nói gì cổ phi cổ lâm thì rơi lệ trong lòng tự trách bọn họ không tính ra thiên cơ của thánh nhân ngày đó đã không suy tính ra việc hai đại sát thánh buông xuống địa ngục nhân thế gian tất cả các ngươi đều đáng chết tiểu đầu bóng lưỡng hoa hoa gạt nước mắt không có gì mấy lão nhân gia là ăn bình mà rời đi bọn họ nguyện ý lựa chọn nơi đó để yên nghỉ các người chỉ cần cố gắng tăng lên thực lực chính là an ủi lớn nhất đối với bọn họ rồi. Lý Hắc Thủy nói. đúng vậy, tấn công hai đại thần triều, hủy diệt địa ngục và nhân thế gian, dùng điều này đi an ủi các lão nhân gia. Diệp Đồng nói xong thì đứng lên tiếp tục đi đột phá cửa ải. Diệp Phạm không để cho gã lập tức dùng tiếng hóa dịch, mà cần phải củng cố cảnh giới. Dù sao thì gã mới vừa trảm đạo không lâu, vẫn còn cần hiểu rõ đạo quả mới được. À! tại chỗ sâu trong rừng cây truyền đến tiếng kêu thảm thiết của ngân huyết sông hoàng bị một con đại hắc cẩu đuổi cho lên trời không đường xuống đất không lối đang tiến hành huấn luyện địa ngục khi lý hắc thủy nghe được thì da đầu rung lên một trận chạy nhanh đi dùng tiếng hóa dịch đột phá cửa ải gã cảm thấy nếu mà không nắm chặt thời gian thì có thể sẽ bị hai đệ tử của hắc hoàng vượt qua không thể không nói ngân huyết vương tộc không thẹn là vô miệng chi hoàng mặc dù chưa từng xuất hiện cổ hoàng nhưng mà huyết mạch lực lại bá đạo không kém hoàng tộc là một chủng tộc siêu cấp cường hãn. Hai người này có tiến hóa dịch hỗ trợ, huyết mạch lực lại rất nghịch thiên, được toàn diện kích hoạt, thực lực có thể tăng lên vùng vục Mấy ngày qua chỗ sâu trong dãy núi không ngừng vang lên tiếng sấm. Đám người Đông Phương Giả lệ thiên lần lượt phá quan, tất cả đều đổ kiếp, chiến lực được tăng lên. Một tiếng nổ to vang lên, loạn thạch xuyên qua không gian, mà vừng che lấp mặt trời, sát khí bốc lên tận chín tầng trời. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, sát thánh tề la đang đổ kiếp huyết ngục trải qua thanh tẩy của tiến hóa dịch tràn ngập sinh lực thực lực lại tăng lên một tiểu bậc thang lão nhân này là do bị kích thích tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư đáng lẽ là không đủ để cho ông ta đột phá tuy nhiên tích lũy mấy năm nay hơn nữa có cổ oán khí trong lòng kia đã khiến ông ta mạnh mẽ tăng lên một tiểu bậc thang nên cũng không có gì kỳ quái cả thánh nhân đổ kiếp thì tất nhiên sẽ gây ra cảnh tượng khủng bố khu vực kia trở thành tro tàn, không có người nào có thể bước đến gần một bước nào cả. Cuối cùng ông ta đã thành công chống đỡ xong. Thùng dân tại Thiên Chi Thung cũng không phải là quá nhiều, chỉ có mấy trăm người mà thôi. Ngoại trừ Thiên Khải, Cảnh Sơn cùng vài lão già tuổi tác lớn nhất, còn có mấy vị lão già ít hơn nửa bậc. Ngày nay được tiến hóa dịch hỗ trợ giống như cây khô vào mùa xuân, lần lượt đột phá, không hề nghi ngờ gì mà trở thành vương giả trảm đạo. Trong đó lão đào bả tử có thành tựu lớn nhất vốn ông ta đã trảm đạo chỉ tính về cảnh giới thì còn hơn cả đám người lý hắc thủy ngày nay đã trực tiếp trở thành vương giả đại thành con chó chết đá hoàng kia không ngờ sắp trở thành thánh rồi còn nhanh hơn tất cả mọi người nữa lông mã dùng vẻ mặt ghen tị hâm mộ mà nguyền rủa trong miệng phun ra một luồng khói trắng ngọn lửa trên người như bừng cháy lên đám đông phương giả thánh hoàng tử cũng không biết nói cái gì con chó này quả thực rất nghịch thiên đã vậy nó còn nói rằng nó đang áp chế cảnh giới để bảo mệnh nếu không thì đã sớm tiến xa hơn rồi Bổn hoàng là phá rồi lại lập, lập rồi lại phá, hiện giờ lại lập lại, chính là muốn bước đi từng bước vững chắc một á, hiện tại mới chỉ là bán thánh mà thôi, có gì mà ngạc nhiên đâu chứ. Nó khoác lác, tuy nhiên cũng không ai có thể phản bác được, bởi vì nó có vốn để cuồng vọng. Nhớ lại khi trước nó chỉ bằng thân thể đã có thể cận thân chiến đấu với dị phàm, vậy mà vẫn không rơi xuống hạ phong, chiêu thức cắn xé cũng cực kỳ ngoan độc. Ngày nay cảnh giới đã vững chắc tăng lên, thân thể biến thái của tên kia càng thêm khoa trương khiến cho người ta cũng phải nghi ngờ nó có phải là con ruột của yêu hoàng hay không. Bởi vì huyết mạch lực này cũng không kém gì cơ tử và thánh hoàng tử cả. Dám dùng thân thể để đại chiến với bất kỳ kẻ nào. Từ nay về sau hả? Bốn hoàng sẽ không bao giờ phải chạy trốn nữa. Ai dám đuổi giết thì ta cắn chết cha hắn luôn. Hắc hoàng mặc một cái quần đùi thiêu hoa, đứng thẳng lưng lên. Trên lưng còn đeo thêm hai cái móng vuốt, rất xứng với cái tên hình người dạng chó, vẻ mặt ngạo nghễ. Hiện tại nó đã đạt tới bán thánh, tuyệt đối có thể địch được thánh nhân, có cổ pháp mà vô thủy đại đế truyền xuống có thể đánh vỡ bức tường thánh vực lông mã đương nhiên cũng rất cường đại đột phá đến cảnh giới vương giả đại thành nếu cho nó thêm thời gian nữa thì việc trở thành bán thánh cũng không phải là việc khó gì dù sao nó cũng là thủy thú được xưng là tọa kỵ mà chỉ đại đế cổ mới có thể có được rất hiếm thấy trong trời đất này nằm đó ở một vùng tinh không khác cảnh giới của nó còn muốn cao hơn một tầng so với dịp phàm vào lúc đó thì đã là thiên yêu mã trảm đạo tầng 6 ngày nay được tiến hóa dịch hỗ trợ thì tất nhiên sẽ càng tiến thêm một bước nữa. Hát Hoàng nhắc nhở. Cẩn thận một chút, những người muốn chứng đạo trở thành đại đế thì không cần dùng tiến hóa dịch để thành thánh nha. Bước cuối cùng kia phải dựa vào bản thân mình đi ngộ đạo, nếu không thì sẽ có ảnh hưởng tới thành tựu sau này. á. Lông mã của giả tâm không nhỏ, chính vì vậy mà nó mới dừng lại ở cảnh giới trảm đạo chính tầng, nếu không thì có thể sẽ càng tiến thêm một bước nữa. Nếu mà quá lạm dụng thì rất có thể sẽ xuất hiện cơ hội thành thánh. Trong số tất cả mọi người thì Đông Phương Giả tuyệt đối là một mảnh nhân, cùng với đệ đệ Đông Phương Man được xưng là man tộc chiến thần thể. Không nói tới pháp lực và ngộ đạo, trong nhân tộc thì chỉ tính riêng cường độ thân thể, gã đã gần bằng thánh thể rồi. Hiện giờ giả nhân này vẫn bưu hãn như trước, mấy năm nay cảnh giới của gã vẫn không bị tụt lại phía sau, nay lại có thêm tiếng hóa dịch tương trợ nên đã đạt tới cảnh giới trảm đạo 8 tầng. Đương nhiên tiếng hóa dịch vẫn còn có hiệu quả đối với gã, nếu như có đủ thời gian thì gã trở thành bán thánh cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên giả nhân cảm thấy nên có chừng mực một chút, không thể đột phá quá nhanh. Sau khi tăng lên cần cố gắng củng cố cho vững chắc để cho sau này tiếp tục đột phá. Yêu nguyệt không thân thể là thiên yêu thể, cũng rất nghịch thiên, cũng do lo lắng tới tương lai nên chỉ ngừng lại ở tu vi trảm đạo 8 tầng. Yến nhất tịch, lệ thiên cũng đạt tới trảm đạo 8 tầng. Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân, Ngô Trung Thiên cũng cố ở cảnh giới trảm đạo 6 tầng, không dám tiếp tục đột phá, tất cả đều phải ngừng lại để cho sau này hãy tính. Có tiến hóa dịch, sau này bọn họ sẽ chậm rãi tiêu hóa, trở thành bán thánh cũng không thành vấn đề, tất cả đều là do nguyên nhân thời gian mà thôi. Mọi người đều đang chờ mong dịp hàm, cơ tử, thánh hoàng tử xuất quan, bởi vì bọn họ biết một khi ba người này tiến thêm một tầng nữa thì tuyệt đối có thể đánh một trận với thánh nhân được rồi. Mấy ngày sau, con nối dòng của đại đế cổ, con ruột của thái cổ hoàng, con của dịp hàm lần lượt xuất hiện, tuy nhiên lại không có ai đổ kiếp cả. Tiếng hóa dịch không có hiệu quả sao? Lệ Thiên ngạc nhiên. Tất nhiên là có hiệu quả rồi, có thể tấn công tiêu diệt địa ngục và nhân thế gian được rồi. Thánh hoàng tử trầm giọng nói, dịp hàm và cơ tử cũng đều gật đầu, cũng có một chủ ý. Hiện tại độ kiếp thì quá lãng phí, bọn họ đều tuyệt đối tự tin có thể ung dung ở trong lôi hải mà đối kháng qua. Ba người phát ra sát khí cuốn lên tận trời, bẻ gãy cỏ cây, bên ngoài cơ thể có các luồng thần quang bừng cháy lên, bọn họ đều đã chuẩn bị tốt rồi, bắt đầu vô tới tấn công nhân thế gian cùng với địa ngục. "Hả? Ừ, các người muốn độ kiếp bên trong sát thủ thần triệu hả?" Đông Phương Giả cười với vẻ rất là đôn hậu, mái tóc lộn xộn, mang theo một thanh lăng nha đại bổng, đây chính là một thánh khí. "Độ kiếp sao?" lý hắc thủy buồn cười năm đó diệp hàm cũng không ít lần làm ra cái chuyện này rồi đủ kiếp của luật sát thương rất lớn nếu sử dụng tốt thì có thể làm bị thương đến cả cổ thánh nữa vậy thì sao mà không làm cơ chứ có ưu thế có thể sử dụng vậy mà lại lãng phí vô ích thì mới là đáng xấu hổ một đám người nhìn về phía diệp hàm cơ tử thánh hoàng tử ánh mắt lập tức thay đổi chỉ riêng nghĩ thử thôi mà đã cảm thấy đáng sợ rồi đây là những người nào chứ tất cả đều là nhân vật cấp con cháu của đại đế cả Ba kẻ nghịch thiên như vậy, một người đổ kiếp đã rất khủng bố rồi. Ba người mà cùng lúc đổ kiếp, thì đó quả thực chính là một hồi tai nạn, ai có thể ngăn cản được đây? Một trận chiến này, địa ngục và nhân thế gian phải xóa tên, không được phép thất bại. Dịp hàm cắn răng, thù hận đã có từ lâu, từ khi hắn xuất đạo thì đã bắt đầu giao chiến tới tận bây giờ, không thể hóa giải được. Báo thù cho thiên khải gia gia, cảnh sân gia gia. Tiểu thức nhi nhanh chóng nắm tay lại, trong mắt ngấn nước hô to lên một quyền đập nát nhân thế gian và địa ngục. Tiểu đội bóng lưỡng lau nước mắt cùng nhau la lớn, gã thực sự rất nhớ mấy vị lão nhân hiền lành kia. Sư phụ, giao địa ngục thần tử và nhân thế gian thần nữ cho ta giải quyết. Diệp đồng bước nhanh về phía trước, thân sắc kiên nghị. Được. Diệp phàm gật đầu. Lần này thì một tên cũng đừng muốn chạy thoát, phải giết chết tất cả bọn họ. Toàn thân thánh hoàng tử được phủ bởi cái bộ lông trong suốt cầm trong tay hắc thiết đại cung, giống như một vị thần ma giáng thế sau đó không lâu tỳ la cũng xuất quan đầu tiên là phát ra một luồng sắc ý mênh mông đại dương sau đó lại hóa thành gió xuân ấm áp dào dạt phá vào trong mặt của mọi người một con mắt của gã thâm thúy như vực sâu tối đen một con mắt còn lại thì sáng tối loá tựa như mặt trời đôi mắt khi sáng khi tối bên trong dường như có cảnh tượng núi sông sinh ra vũ trụ bị hủy diệt Muốn giết vào đó thì cũng phải chú ý an nguy của bản thân chúng ta, không thể sơ suốt được. Sát Thánh Tỳ La nói, trong lòng có chút lo lắng. Đây chính là hai đại sát thủ thần triều, tuy rằng đã sớm không còn huy hoàng của thời thượng cổ nữa, nhưng cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể trêu chọc được. Không phải chỉ có hai tên sát thánh thôi sao, hiện giờ chúng ta hợp lực, hẳn lực có thể ứng phó được rồi. Ngô Trung Thiên nói, đang tiếc nằm đó thiên đình chúng ta có một bộ phận chưa xuất hiện không biết đã biến mất ở nơi nào nếu như có thể tìm được nhất định sẽ quát ngang hai đại thần triều hiện nay rồi. Tề La nói lo lắng lúc này của ông ta chính là phần nội tình của địa ngục và nhân thế gian vạn nhất chúng lại xuất hiện vậy thì có thể sẽ là một hồi phiền toái rất lớn nếu sao nội tình thì sao chúng ta phải sợ bọn chúng chứ chúng ta cũng đi mời người là được rồi Đông Phương Giả cười quá dị liếc mắt hồ tử một cái cười hăng hắc. Chúng ta đi mời sư phụ Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên cũng nói Dù chưa chính thức bái làm môn hạ Của thiên tuyền thạch phường lão thánh nhân Nhưng mà thực chất cũng có quan hệ thầy trò rồi Ta cũng đi mời sư tôn Lý Hắc Thủy nói Gã muốn đi mời đại cường đạo để nhất bắt vực Là lão bất tử rời núi Sát thánh tị la bỗng nhiên châu mày Nói Có lẽ không cần phiền toái như vậy Hai vị sát tổ kia đã tiến vào cái tiên môn giả hơn phần nữa đã khiến cho địa ngục và nhân thế gian không còn nội tình để dựa vào nữa rồi. Tại sao? Mọi người khó hiểu. Sát thủ thần triều khác với các truyền thừa khác bởi vì bọn họ đắc tội với rất nhiều thế lực lớn. Nếu như điện phủ cổ xưa nhất bị người ta phát hiện ra thì hơn phần nữa có nghĩa là bị diệt rồi. Nội tình của bọn họ được giấu ở một nơi khác. Mỗi một đời đều chỉ có một người biết, mãi cho tới khi tỏa hóa thì mới nói cho chủ nhân đời sau của truyền thừa làm như vậy có thể phòng ngừa truyền thừa bị giết chết nhưng cũng có vấn đề lớn. Năm đó một bộ phận nội tình của thiên đình đã bị thất lạc theo kiểu này. Đại nạn đột nhiên tiến đến, chúa tể thiên đình bị người ta đuổi giết mà chết, làm cho bộ phận nội tình kia vĩnh viễn ngủ say trong lòng đất. Việc bọn họ không khó, bởi vì chúng ta biết được điện phủ cổ của hai đại thần triều ở chỗ nào rồi. Diệp Phạm cười lạnh nói, sát thủ thần triều không thể đưa ra ánh sáng được, có thể tồn tại đến tận nay, chính là bởi vì bọn họ có đủ bí ẩn hiện tại một khi bại lộ ra ngoài ưu thế ngay lập tức biến mất diệp hàm bình tĩnh nói trước khi tấn công cần đi thông báo cho khương gia, Dâu Trị, diêu quan biết nói rằng chúng ta tìm được tổ địa của địa ngục nhân thế gian bọn họ có thể đi tới đó đón đồ lâu của tổ sư trở về an táng tất cả mọi người hút một hơi khí lạnh điều này làm cho các thánh địa nhân tộc đều không thể không ra tay loại tin tức này mà được truyền ra thì ai có thể mà không tỏ vẻ gì được chứ nếu không thì chính là con cháu bất hiếu vãng nhất mà truyền ra ngoài tức sẽ tổn hại đến danh tiếng của gia tộc thế nhưng đều biết hai đại thần triều dùng đầu lâu của các thánh nhân và nhân tài có thể chất đặc thù để luyện chế thành bức hủ điện phủ là thần địa để cho bọn chúng thể hiện sự uy nghiêm trong số này tất nhiên sẽ không thể thiếu đầu lâu của tiền bối từ các đại thánh địa năm đó bọn họ đã từng ám sát cả thánh nhân cộng thêm đầu lâu của chư vương tất cả đều được dùng làm chiến lợi phẩm trưng bày tại đó Tốt, như vậy thì hai đại thần triều diễn cổ sẽ không chịu nổi. Tất cả mọi người đều gật đầu, ánh mắt đã nóng lên, chỉ hận không thể lập tức đi ra ngoài chém giết. Nếu bọn chúng đã sớm hao hết nội tình thì cũng thôi, chúng ta dựa vào bản thân cũng có thể hủy diệt bọn chúng rồi. Nếu như vẫn còn thì cũng không phải sợ, cứ tiếp tục thế tấn công dời núi lấp biển thôi. Mọi người bắt đầu mật nghị, sắp xếp tất cả mọi thứ, chuẩn bị rầm rộ, quyết tâm săn bằng toàn bộ hai đại thần triều. Các dư nghiệp của thiên đình từ xưa đến nay đã mang theo mối hận vô cùng vô tận mà truy xét. Cố gắng nhiều năm như vậy, sớm đã tìm được điện phủ cổ của địa ngục và nhân thế gian ở nơi nào rồi. Đây là nơi mấu chốt nhất của chúng. Mấy ngày qua bọn họ không ngừng xuất phát, bố trí kỹ càng tỉ mỉ, liên lạc với các thế lực khắp nơi. Dịp hàm còn tự mình đi ra ngoài, tới Khương Gia, Kỳ Sĩ Phủ và những thế lực lớn khác. Khi cơ tử trở về dẫn theo một tu sĩ rất già nua, đó chính là một cổ thánh mọi người thấy được trong mắt của ông ta khí tức tăng thương muôn đời. Đây là nội tình của cơ gia đó hả? Di Phạm nhỏ giọng hỏi. Cơ tử gật đầu, trong gia tộc của Thánh Nhân thì ai cũng không bất ngờ gì. Gia tộc đã từng xuất hiện cả đại đế cổ, làm sao mà có thể không có Thánh Nhân ẩn giấu tới bây giờ được chứ? Ngày nay con đường thành tiên sắp mở ra, những người chuyên môn chờ tới kiếp này thì cũng tới lúc bước ra rồi. Đầu lâu huynh trưởng của lão đang ở trong cổ điện của nhân thế gian, đây là một tin tức mà cơ tử để lộ ra. Tốt lắm, ta muốn nhìn xem thử hai đại thần triều làm sao mà có thể sống sót được đây. Dịp Phạm nói, thiên đình liên lạc với nhiều bên, cứ nhiều người đi thông báo, tất cả đều được bí mật tiến hành, sắp sửa ra tay lôi đình nhất kích. Ánh trăng sáng rõ, mặt đất dường như được phủ lên thêm một tầng tuyết trắng. Trong màn đêm cực kỳ yên lặng này, sát khí đang cuồn cuộn nổi lên. Chỗ sâu trong nam lĩnh, sát khí đột nhiên bốc lên tận trời, người của thiên đình sắp sửa xuất phát ba chiếc mẫu thuyền cực lớn che phủ bầu trời năm bộ cơ giáp của cổ thánh lóe ra ánh sáng lạnh như băng những người có chút yếu hơn thì ở bên trong mẫu thuyền cũng có thể phát huy ra thánh uy đông phương giả yêu nguyệt không lệ thiên yến nhất tịch lão đau bả tử phân biệt nhập chủ vào trong năm bộ cơ giáp cổ thánh với thực lực của bọn họ thì tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực của chúng về phần diệp phàm cơ tử thánh hoàng tử hắc hoàng long mã thì không cần những thứ này cũng có thực lực đánh một trận nữa ngoài ra còn có một số chiến hạm dài mấy trăm trượng dành cho những người khác của thiên chi thôn đi điều khiển mọi người đều xuất phát bao gồm cả những đứa nhỏ như hoa hoa đưa chúng tới xem cuộc chiến tăng thêm kiến thức cuối cùng bọn họ dựng lên vực môn xé mở không gian vọt vào đông hoang bọn họ muốn bằng chính mình tiêu diệt hai đại thần triều đương nhiên phải dưới điều kiện tiên quyết là đối phương không có cái gọi là nội tình nếu không thì sẽ là không cân sức rồi đám người Diệp Hàm đã cẩn thận nghiên cứu về hai đại thần triều. Bố cục tại các trọng địa thì đều được rất chú ý. Chúng phân tán tại những nơi không muốn người khác biết ở Đông Hoang, vô cùng bí ẩn. Nhưng mà đêm nay thì tất cả đều sẽ phải bị sang bằng. Tề La, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử lao thẳng tới cổ điện phủ. Còn mấy đại thánh nhân được mời rời núi thì ẩn thân trong bóng tối. Nếu không cần thiết thì bọn họ sẽ không động thủ. Về phần Diệp Hàm và những người khác thì đi diệt trừ những trọng địa kia mặc dù phân công nhau ra hành động nhưng vì tránh cho biến cố phát sinh mỗi một đội đều có những người rất cường đại muốn huyết tẩy mục tiêu Ngô Trung Thiên và một số người trẻ tuổi tại Thiên Chi Thung khống chế một chiếc mẫu thuyền dài mấy ngàn trượng là người đầu tiên phát động công kích bọn họ vọt vào trong một cái tiểu thế giới uy lực của mẫu thuyền lớn tới nhường nào có thể so với một kích của thánh nhân đại đạo phù văn lóe ra sau khi thần quang được quét ngang ra chỗ trọng địa này của địa ngục gần như đã bị san bằng chết đi các người đều phải chết hết cho ta đền mạng cho liễu khấu còn có mạng của liễu gia gia nữa ngô trung thiên điên cuồng kêu to ánh mắt đỏ lên năm đó liễu khấu bị mất mạng mà gia gia của gã thì bị một lão sát thủ đâm thủng xương trán đóng đinh trên vách núi tiền huyết nhiễm đỏ cả mặt đất tại sườn núi kia tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên tám phần những người ở đây đều đã chết trong kích đầu tiên một số ít người thì máu thịt băng tung tóe đang muốn bỏ đi mà chạy trốn không ai có thể sống sót cả ngô trung thiên rống giận mẫu thuyền đánh xuống kích thứ hai tất cả mọi người đều hóa thành sương máu cùng lúc đó tại một chiến trường khác trong mắt lý hắc thủy đang chảy huyết lệ khống chế một chiếc mẫu thuyền vừa khóc lớn vừa quét ngang một tiểu thế giới của nhân thế gian Dạ tôi thấy báo thù cho người đây Gã rống giận khóc lớn, nằm đó lý hằng vì cứu gã nên đã bị người của sát thủ thần triều đóng đinh lại, tiền huyết nhiễm đỏ thân thể già nua, đôi mắt ảm đạm kia, thân thể khô gậy kia, mỗi khi nhớ tới đều khiến cho gã vô cùng thống khổ. Đây là một cuộc tàn sát, không có nhân từ, không có nương tay, huyết vụ lượng lờ, khí thế văn tung tóe. Tại một tiểu thế giới khác là trọng địa của địa ngục, ngày nay cũng rất xứng với cái tên địa ngục. Đông Phương Giả đã giao cơ giáp cổ thánh cho đệ đệ là Đông Phương Manh. Con gã thì để trần nửa người trên, cơ thể màu cổ đồng cường tráng hữu lực, cơ bắp cuộn cuộn. Gã cầm trong tay một cây lăng nha đại bổng, dùng thế hoành tảo thiên quân quét ngang qua. Những nơi mà gã đi qua máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Về phần Đông Phương Man thì cũng là man tộc cường giả điển hình, mái tóc bay rối như là đám cỏ, khống chế cơ giáp cổ thánh. Vùng lên một thanh đại phủ giống như một con giả thú đang gặt hái sinh mệnh, khiến cho nơi này quỷ khóc thường gào không người nào có thể trốn được cả hai đại sát thủ thần triều viễn cổ ngày thường thì hành động trong bóng tối giết chóc khắp thiên hạ ngày nay lại trở thành một bầy cừu bị tàn sát trước khi xuất chinh mọi người đã nghiên cứu kỹ các đại thuật sát sinh của thiên đình biết rõ về ám sát thuật của địa ngục và nhân thế gian căn bản là không chút sợ hãi nào nơi đây là một cảnh tượng đẫm máu vô cùng tàn khốc các sinh mệnh đang kêu rên lễ khí tung hoành Gia Gia, cánh sơn Gia Gia, chúng ta đến báo thù cho các người đây. Tiểu thức nhi khóc lớn, cổ phi, cổ lâm thì không ngừng khóc thúc thích. Hoa hoa thì lại la lớn, bọn họ ở trong một cái chiếc mẫu thuyền đi theo đại quân suốt chinh. Dù chưa ra tay nhưng đã tận mắt được nhìn thấy trận chiến này. Còn Diệp Hàm thì một mình tiến vào một chỗ trọng địa tại Bắc Vực, nó thuộc về nhân thế gian. Bị hắn dùng một cái nắm đấm màu vàng đập nát cửa trận mà xông vào. Là kẻ nào? có thanh âm lạnh lẽo quát lên. Mà tại một hướng khác thì lại có một luồng sát khí đáng sợ ập tới. Nơi này là một tiểu thế giới trọng yếu nhất ngoài cổ điện phủ. Có một vương giả đại thành tỏa trấn, lúc này tên đó đã không tiếng động mà ra tay. Là người đến giết các ngươi. Dịp hàm quang minh chính đại đi đến, vừa đáp lại vừa tấn công về phía cái tên vương giả đại thành trong bóng tối kia. Phúc, ngay lập tức một luồng máu bắn ra bốn phía, hắn dùng một quyền đã giết chết vị sát thủ vương giả kinh thế hải tục này, kết thúc một đời nhóm máu của đối phương. Những người khác lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, làm sao có thể ngăn cản được bước chân của Diệp Phạm đây? Hắn một mình một người như đi vào chỗ không người, giết tới mức nơi này máu chảy thành sông, thay chất thành đống. Đây là một buổi tối đẫm máu, ngay cả các vị sao trên trời cũng không nỡ nhìn tiếp, chiến loạn nổi lên khắp nơi, địa ngục và nhân thế gian bị máu nhuộm đỏ, gặp phải một cuộc chinh phạt kinh khủng các bộ phận thân thể dính máu và xương nát bắn văng ra máu thịt hóa thành bùn đây là một tràng tu la máu tanh ập vào trong mũi khiến người ta phải rung lên tiếng kêu la ầm ĩ vang lên khắp nơi trong khung cảnh đẫm máu này từng khối thi thể đua nhau ngã xuống cuộc giết chóc vẫn đang tiếp tục không ai có thể ngăn cản nổi bước chân của diệp phàm một kích cuối cùng hắn dùng cái nắm tay màu vàng xé toan tiểu thế giới một nát này khiến cho tất cả thi thể và máu thịt đều biến thành tro đây là tiểu thế giới thứ tư bản độ sát, không có đồng tình, không có từ bi. Hắn như một ác linh đến từ tử vong quốc độ đi tới, không ngừng ra tay, toàn thân dính đầy tiên huyết. Hết tập 293 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.